khi nào đi chùa mà chỉ là chỗ vô cho đất chùa là mới nhức đầu. Đã muốn vô mà chùa này nãy tính không vô, tự nhiên sao lên tới đây. Đây là chùa Mẹ Đông Hải nha, dưới Bạc Liêu. Con đường đi vô rất là nhỏ. Mẹ Quan Âm, Mẹ Đông Hải. Đẹp không? Bữa mình đi Mẹ Đông Hải đâu thấy Mẹ Đông Hải đâu ta? Nhưng mà đâu thấy đâu, đâu thấy Mẹ Quan Âm đâu. Chửi thì mẹ em đi, em thấy anh cưới xong rồi đó. Có phao rồi, phao rồi. Không, mọi người ơi. Có phao đâu. Ôi má, dòng chút dưới rồi mà phao. Phao. Sợ chứ mẹ bao gì nữa. Mẹ lúc đó lo rồi. Sợ, ổng ấy cho em cũng biết bơi chút chút, cũng nó nổi. Trời ơi. Đây con đi xuống. Mày biết bơi không? Biết. Vậy là anh ấy áo phao cho ông bằng giùm em cái đi. Nó kêu nó swimming the air. Đó nó nhường anh kìa. Ừ. Cho xe đường này nhường nha. Không, đường trong á, đường trong bên đây bên sông người ta không có nhường được. À, bên kia phải nhường đường sông. Lịch sự cảm ơn, giơ tay mình cảm ơn. Không phải sâu chứ không có cạn luôn nha, mặt quỷ. Hình chi tôi lên xe đụng cái hải này, bước ra bước vô nó bị cản cái đường. Có nghĩa là để gần dễ chụp anh. Nó đụng cái xe này, nó chọn hải này, lấy cái xe này, nó chọn. Tôi lấy cái món xong. Về miền Tây nó vậy á, miền Tây sông nước vậy đó. Em nói thật nha, không mà biết bơi mà có em ghi lộn với mấy anh miền Tây quá là muốn sông nó không cần quýnh gì. Không còn cần quýnh luôn. Ở tàu á thì gọi mấy vụ đó nó văng ra xuống sông. Rồi vừa người ta nhảy xuống sông xuôi nó leo lên lấy cây đập á, không cho lên á, cuối cùng ta chết đói, chết đuối ở tàu quá chừng. Không có sông này mà chèo ghe đi cũng vui ha. Thank you.
rộng rồi, tắp ở đây được nè. Không, anh tắp ở đây được nè. Nơi đây nó đâu qua được đâu. Chỗ nào trống? Nó phải chạy bên nó sao anh lủi qua nó được vậy? Nó vậy. Đó, anh qua đây. Rồi. Nhượng nhau cỡ một xíu. Nó cũng lỡ chớn rồi, chứ kia nó đâu có chỗ tắp qua đâu. Qua chú anh, qua chú anh. Chú anh giữa đường thôi chứ sao? Chạy giữa đường đi. Đây đang giữa đường đây. Bên kia còn đỡ, không được có tấp sát bên đây. Nhìn cao thì sợ. Nhìn cao thì nhìn xuống sông cao quá nó sợ luôn. Đi ở nào? Thẳng luôn, đây nè. Thẳng đây hay thẳng đây? Thẳng đây đường này xong vô. Nội. Tại sao đường nhỏ vậy? Đường này lớn mình đường bên kia nữa không? Giữ xe miễn phí rồi thấy không? Đây nè, bể đây nè. Đây nè. Đây hả? Trên chùa ở trên kìa. Nó đâu có bản cấm đâu, làm gì em sợ vậy. Cái này giữ vào đây mình đi vô cũng được. Đây nè. Tôi cũng tự nhiên bỏ chứ. Đi là cũng chạy vô cũng nha. Bây giờ chạy tới tự nơi có là sao? Tự lo đấy. Ủa sao người ta đi ghe qua đâu vậy? Ghe bên sông kia nó ở ngoài đi vô nó không cho lúc mà ví dụ đông á. Em vô đi anh Hoành lên gần kia. Bạn đã tới điểm cần đến. Nói gần đầu xe rồi. Chùa giữ xe, xin anh cho vào cổng chùa giữ xe. Vào chùa giữ xe miễn phí.
không dám cự đâu. Là cho mấy người nào không biết thôi. Mấy người nào không biết người ta mới gửi xe ở ngoài cho vô chùa giữ xe phí mà. Chùa đó cho những xe không khí, không gì rõ đó. Không biết à. Chỗ bãi đâu chỗ xe bãi trên cái đống kìa. Đây là đậu cái chỗ xe, cho xe này. Ừ, sao cũng đi theo mình rồi. Đó, đi đâu đâu đụng mấy chùa. À, ngoại giữ. Ngoại giữ lấy 100, 200, 50, 100. Im mát luôn, ừ. Sao phải mát mẻ chứ. Chùa lớn quá hả? Chùa lớn mà mất mớ đỡ xe. Mẹ Đông Hải đẹp không? Đây cái xe đâu mình đóng cửa xe. Cắt cái này theo. Cắt vô bên hàng ở trên được. Trên cho nó. Lấy cái khăn á kìa. Sông này mà chèo ghe đi đi cũng vui ha.
Rồi nói đi. Đây là rồi nói lên. Đóng đẹp nè. Ừ, đóng kịch. Nắng quá, mà nắng ừ. Đóng kịch. Đó, đẹp luôn. Người dân tộc á, ở đây người dân tộc người đồng bào á.